Thế à? Con học cao bao nhiêu? Con học cao 5, 6. Ờ, ít hơn thầy 10 tuổi à, sinh năm 91 à? Sang nước lâu chưa? Sang hơn 5 rồi. Đi. Cuối năm 2015. Thì con tự thi được hay sang hay là tự đi du học? Cũng tự thi được. Đi du học tự túc, cũng phải tự thi. Học trường nào bên đấy? Học trường nào? Học ở trường Hannover. Từ trường Bách Khoa với Hannover liên kết với nhau thì mình thi được sang học. Sang đấy học tiếng tiếng Đức hay tiếng Anh? Đa số đều học bằng tiếng Đức ạ. Tiếng Anh thì ít, tùy từng môn thôi. Nhưng mà kém tiếng Anh nữa, không có giỏi, không có perfect. Con quê Hải Phòng à? Không, con Thái Bình ạ. Thái Bình à? Nghe giọng chỉ doài cái nhiếp. Thế là học giỏi rồi. Vẫn chưa hài lòng. Nhiều lúc lười là không có giỏi. Học ngành gì? Điện ngành điện tử viễn thông à? Là một học điện tử viễn thông nhưng mà con đang muốn theo cái chuyên ngành. Ngày xưa thầy một thời gian làm viễn thông à, thầy có biết cái hệ thống các máy đo ở bên Đức rất là chuẩn và hay thường nhập các máy đo ở bên Đức về để đo test. Trong đấy có một cái bộ máy gọi là driving test để đo hệ thống chất lượng sóng vô tuyến ấy. Đấy. Với một loại nữa là thiết bị giám sát và nghe lén điện thoại di động của Đức. Nhưng mà thiết bị của Đức đắt lắm nhưng mà chính xác thì tuyệt đối. Các phòng lab ở Việt Nam á, là lắp rất nhiều thiết bị của Đức, máy đo ở Đức. Bên này thì nói chung là cuộc sống nó hiện tại nên là tất cả các thứ hiện tại thì nhiều cái còn tích hợp thêm nhưng mà rất khó rồi. Có hay được ra ngoài không? Ra ngoài ra khỏi trường ấy, tức là đi các nước khác à? Không, đi xung quanh nước Đức nhưng mà đi ra khỏi trường ấy. Con học ở cái túc xá hay ở ngoài? À, có chứ, cái này đi lại thuận tiện, thích thì đi thôi, chứ nói chung vấn đề có tiền không nên để đi được. Con nhà ngoài ký túc thì chưa treo con chen chân được, không có chỗ rồi. Có đi làm thêm không? Chưa, ở bên đấy có thầy xem tử vi không? Chưa. Chưa thấy á? Đang không, chưa thấy ạ. Cả đang xem thôi, đang xem mình có thế chân thầy được. Có khả năng. Để xem lá số cho có khả năng làm đại diện ở bên Đức không? Môn này hay không? Cũng một thời gian còn nghiền xem. Nói chung là đang học mà mở video xem này là thôi. Mắt thì nhìn sách nhưng mà tai vẫn hướng tâm vẫn hướng xem. Nghe thầy luận á. Dạo này là thầy còn ít luận chi tiết đấy. Bởi vì là những cái bài ngày xưa thì thầy luận rất là kỹ chi tiết rồi. Nhưng là các bạn muốn giỏi thì phải xem từ những bài đầu tiên ấy. Thì nó có một kiến thức tốt hơn. Cái đấy những cái màu của các sao ấy, không biết luận là chỉ tương sinh tương khắc với các cái mẫu ảnh. Cái đấy thì đơn giản mà, tùy màu thôi. Màu đỏ thì là hành hỏa, màu xanh thì hành mộc, màu đen thì hành thủy, màu bạc thì hành kim, màu vàng thì hành thổ, kim mục thì hỏa thổ. Tại vì cái lá số trên bảng đào xuống thì nó có hơi khác số với lá ở đây.
Cái của thầy là nhiều sao hơn. Mà đấy là còn một số sao thầy không an vào trong phần mềm ấy. Nhớ trong đầu này. Ví dụ như nhìn vào lá số là biết cái sao mà mình, nhất là những sao mà nói về chữa bệnh ấy, nó nằm ở đâu. Trong đầu nó tự nhảy ra. Tại vì hôm trước có một video mà nói đến sao Thiên Vũ á, nghe đầu tiên tưởng sai nhưng mà không Thiên có sao Vu, đấy. sao Thiên Thiên Vũ. Vu, sao Thiên Vu nói lên thăng giáng, những người mà Thiên Vu tài mệnh là thăng giáng thất thường. Tại vì hiếm thấy các cái lá số có sao đấy. Hôm trước nghe thầy nói tưởng là sai là À, bộ môn tử vi bình thường ấy là người ta chỉ xem cho người sống thôi, có nghĩa là cái một cái con người cụ thể mà đang sống ở trần gian, tử vi không xem cho người chết, người đã chết rồi, người chưa sinh ra là không xem, nghĩa là chỉ xem cho một mệnh lý một con người cụ thể, không dùng cái đấy để xem cho vận mệnh của đất nước. người chưa sinh ra nhưng mà những cái đứa bé sắp Không, tại thầy đang nói đến môn tử vi bình thường là các thầy khác luận giải là không xác định đến cái việc đấy, không xác định đến phần mộ, không xác định đến phần âm gia đình nhà họ, không xác định đến tiền kiếp. Anh hỏi mình thôi thôi để xem sao trước rồi gửi tiền rồi gửi tiền tức là cũng chỉ lo trước rồi không biết có phải sai gửi tiền cho mẹ làm cái này cũng xin xin cho mẹ chưa xem không biết là đúng hay sai nhưng cứ gửi chẳng biết là có hay không chắc là chẳng bé đó của mẹ đấy là các à, thầy cũng nói bộ môn đấy nhá, thì người ta xem cho người cụ thể, nhưng riêng thầy khác, nên là những người mà xem tử vi chân truyền và cứ đọc sách ra ấy, thì họ không xem kiểu của thầy. Nếu theo kiểu đọc sách thì chỉ là theo theo sách. Nên là thỉnh thoảng các video của thầy nhận được những comment họ bảo là theo sách thì mệnh Thái Dương Thiên Lương gặp Lưu Hà là phải chết nơi xa nhà nọ kia, việc đấy chưa chắc là đúng, vấn đề là cung mệnh tật của họ như thế nào, tận ách nữa, rồi những đại vận như lúc đấy họ đang ở đâu chưa chắc đã chết ở ngoài đường. Xem tử vi hơi nào chỗ đấy, và nếu mà con xem nó chỉ theo học lỏ với lại theo cái mô típ là đấy rồi khuôn mẫu là nhưng xem tử vi thì gặp gặp trực tiếp hoặc nghe qua điện thoại ấy. Nghe trực tiếp giọng ấy. Là mình xem được cái mình nghe được khẩu khí của họ để biết ý chí của họ thế nào, rồi cái ngành nghề họ đang làm nữa thì nó mới phù hợp với lá số thầy nói con như nào và địa lý mình đang ở đâu nữa thì mới đúng. Được. Thầy đoán như nào, thầy đoán á, à không phải có lá thầy số, nói như vậy nói chung chung đấy mình nói cho con. À, thầy có lá số đã, thầy đã lập lá số của con đâu? Vì con ghi là 5 giờ đúng không? Đâu đâu ạ, 12 giờ trưa. Dạ thế à? Nào. Lập mã số con là bao nhiêu nhỉ? 1305. 130. 5. 5. Con 12 giờ trưa. Ngày dương lịch. Dương lịch hả? 1991. 12 giờ trưa. Mệnh vô chính diệu rồi. Úi rồi có hoa khoa tại mệnh còn học đường học còn dài lắm. Ôi có nhật nhật có nhật cự nằm cung quan lộc này, có hóa quyền hóa lộc này, ứ đa tài rồi, con là hóa khoa hóa lộc hóa quyền chiếu mệnh, xem hóa kỵ đóng động, hóa kỵ nằm cung thiên di được tốt, ân quang thiên quý chiếu mệnh, văn xương văn khúc chiếu mệnh, a à, chà chà không phải dạng vừa, mệnh vô chính diệu đắc được tuần không này, địa không và thiên không lại không có,
được gọi là mệnh vô chính diệu đắc nhất không? Nhưng mà có khoa lộc quyền, rồi văn xương văn khúc, rồi có thiên việt, thiên khôi, có tả phù chiếu, xem hữu bật nằm đâu ạ? Hữu bật nằm cung trời, trời ơi. Thiếu mất cái sao đây, cái sao đấy đóng đấy là nguy hiểm vô cùng nhỉ, đúng không? Rồi cung Phúc Đức cũng hai sao, nói chung là thay thầy làm bên đấy được, chuyển đấy, ân quang thiên quý nữa đấy, nhưng mà thiếu mất tứ linh rồi. Sao tứ linh này quan trọng lắm. Việc thứ nhất là con là lực sĩ cặp kình dương tại mệnh ấy, là cái người mà sau này làm nhiều nhưng người khác ghi nhận ít, thiệt thòi. Nhưng mà yên tâm, những việc con làm là trời biết đất biết và mình biết, không sợ. Việc thứ hai nữa là có cái chòm ba cái sao khoa lộc quyền chiếu mệnh, nói lên sau này vừa có tài vừa có tiền vừa có quyền, mà hóa khoa tại mệnh là học rất nhanh, biết được rất nhiều thứ. Hóa khoa tại mệnh là kinh khủng đấy. Sao văn khúc tại mệnh là sao nghệ thuật, nghệ thuật nghệ sĩ đóng tại cung mệnh nên chắc hát cũng hay lắm. Nghiệp dư nhưng hay hát được rồi. Sao thiên quý và ân quang chiếu mệnh nói đến Phật độ cho, nên là thường là sẽ rất là tâm, mà ân quang thiên quý tại mệnh ấy, minh sáng lắm, tâm là sáng, hay giúp đỡ người khác và có tín ngưỡng tốt. Mỗi lúc khó khăn vất vả thì có sao thiên giải tại mệnh rồi, nên là cầu cúng sẽ rất được dễ được trời giúp cho nhé. Cung quan lộc có thái dương cự môn là hai cái sao nói về trí tuệ và mồm mép mồm miệng, mà cung quan lộc của con toàn sao sợ tao tốt à, tấu thư là khôn khéo này, Long Đức Thiên Việt này, Đường Phù Thiên Hỷ, Hóa Quyền Hóa Lộc, toàn những sao tốt nằm cung quan lộc. Nhưng sau này là người có chức sắc lớn đấy. Và liếc vào đại vận của con thì thầy thấy khủng khiếp này. Bây giờ con đang rơi vào đại vận Thiên Đồng Thái Âm hãm à, vượng địa thôi. Nhưng mà 33 trở ra là Vũ Khúc Tham Lang Miếu Địa kìa. Rồi 43 trở ra Thái Dương Cự Môn vượng kìa. Nghĩa là con từ giờ đến năm 52 tuổi là rực rỡ lắm. Rất ổn định và rực rỡ. Thăng trầm là chục năm sau nữa. Nó thăng trầm là bởi vì cái sao thiên tướng hãm địa đó, có nghĩa là vận mệnh của con lúc đấy không đặt vào, lại đặt nhầm người, đặt nhầm một người khác, lúc đấy do một người nào đấy quyết định, nên là sẽ hơi buồn, hơi buồn ở lúc đấy, nghĩa là thất vọng về người khác. Bởi vì mệnh lực sĩ gặp kình dương lại gặp nô bộc thiên tướng hãm thì cái thất vọng của mình là do người khác, do cách ứng xử của con người đối với em lúc đấy nó không làm cho em vui. Cung Thiên Di thì gặp trượt đấy mà vẫn đi được nước ngoài, là mà thân mà là thân cư mệnh đấy, nên là có đi rồi cũng sẽ quay về, và muốn đi hẳn thì phải sau 33. Ừ, đi hẳn đúng thế. Đấy. Và cung Thiên Di có sao quả tú kìa, sao đấy là cái sao cô quả cô đơn, khó chia sẻ được. Cung Thiên Di của con là hai cái sao thiên lương cơ lương này là cái sao gọi là tài gia cát, có phải quân sư cho người khác tốt, hỷ thần, mà cung quan lộc có thiên hỷ nữa là cái người mà hay làm vui cho người khác, vui lòng. Có cung Phúc Đức là Phúc Đức làm cung Thiên Di nữa, và Thiên Đức là hai cái sao tốt bụng hay làm việc thiện đấy. Có Văn Xương làm cung Thiên Di là có số đi học nước ngoài, Ân Quang là người được được nhiều quý nhân phù trợ từ cung phương xa. Sao Hóa Kỵ đóng ở đấy cũng hay mắc thị phi lắm,
Và cái thị phi này toàn những việc linh tinh gắn vào với mình thôi, nhưng mà nó chính là động lực để mình phát triển tốt. Thầy bạn không để ý mấy chuyện thị phi này, chuyện gì đấy cũng không biết nó là cái gì xấu thị rồi. phi cung tài bạch là có sao đại hao nữa thì sẽ kiếm tiền, là tiêu tiền rất nhanh, kiếm được nhưng tiêu tiền nhanh, tiêu rất nhanh nhưng kiếm tiền rất là đẹp mắt, và có người khác giúp đỡ cho mặt tiền bạc. Chứ không phải là làm viên làm đẹp hoặc là nấu ăn gì thiên khôi đấy có khả năng làm đẹp, nếu mà thiên trù có thể kiếm ăn bằng nhà hàng khách sạn đấy. Nhưng mà con cái trong lá số này con chủ yếu là nhìn cái cung quan lộc ấy, là thấy kiểu chủ yếu là kiếm tiền về trí tuệ, không có số làm việc tay chân. Học tiếp đi, quân sư là phải học nhiều. Cung nhìn cung chồng cung con thấy hơi buồn tí. Buồn thứ nhất là phục binh đóng cung con. Buồn thứ hai là hữu mật nằm cung chồng lại gặp Hồng Loan. Nên thường con sẽ gặp những con thường con sẽ gặp những anh rất đa tình. Đây thứ nhất. Thứ hai sau này có con dị bào. Thứ ba là cái chòm liêm trinh phá quân của con hãm địa. Nó đóng vào đấy cũng hơi muộn bị hãm, nhưng mà dù sao cũng là người mà sẽ không được hạnh phúc với tình duyên. Nó chỉ con chỉ hạnh phúc một thời gian thôi. Và càng về cuối đời thì càng cô quả. Cung con của con mặc dù có phục binh nhưng mà lại có hai cái sao thiên vũ khúc tham lang nhứ địa chiếu vào ấy, thì con cái là tài giỏi, sao hoa cái là điệu đà tam thai bát tọa, có nghĩa là chúng nó rất an nhàn. Thái tuế mà đóng cung con ấy, thái tuế đóng một cung con thì nó sẽ nói rằng sau này là chúng nó là những người mà miệng lưỡi tốt, ăn nói hay, nói tốt. Sao xấu? Nó sao thái tuế nó vừa xấu vừa tốt. Nó xấu ở chỗ là hay bị tranh cãi kiện tụng, tranh chấp. Nó tốt thì bởi vì nó khả năng ăn nói tốt, nên là tay chân đỡ, mồm miệng đỡ tay chân, nên là chúng nó ăn nhàn. Còn anh chồng thì quái nó ngủ luôn, bởi vì thái dương cự môn gặp hóa quyền hóa lộc. Rồi những sao rất xấu từ cung đẹp của cung quan lộc của con chiếu vào cung chồng ấy, thì lấy một người chồng rất giỏi. Nhưng mà quan phủ cô thần và thiên không và hóa kỵ nó đóng chiếu thẳng vào đấy, đà la hãm địa, thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một là người ta phản bội mình, trường hợp thứ hai là người ta sẽ mất sớm hơn mình. Cung huynh đệ thì có liêm phá hãm, ở đây gặp sao thai nghĩa là mẹ phá thai, nhưng bảo mẹ đi cầu siêu là đúng rồi. Đấy, và có huynh đệ mất trẻ đi theo mình, đi theo mẹ. Ví dụ con đang có vong theo này, đại nhất là cái đấy đang bị theo. Có, con đang bị vong theo đó. Một vong nam rất là thích con, yêu lắm. Trời ạ. Rất là yêu. Qua thật là do quả tú sẽ chiếu vào nên là như thế nhỉ? Quả tú chiếu nên họ theo. Họ yêu mình là được rồi nhỉ. Yêu mình và giữ mình cho mình đỡ phải yêu anh khác.
nó ảnh hưởng chứ, đến ảnh hưởng khi mà có vận xấu về từ hôn nhân. Nhớ là nó nằm ở đấy nhưng không phải lúc nào nó phát tác đâu, nó chỉ vào cái vận đại vận và tiểu vận xấu của mình thôi nó sẽ phát. Nên là xem tử vi á, ngoài xem cái cung ra phải biết sang các đại tiểu vận và đoán xem là lúc nào nó sẽ diễn ra việc đấy, đấy mới quan trọng. Con nhìn thấy đại vận rồi, tiểu vận này thế rồi, năm nay cung tuổi Tuất. Thế cô nhìn thấy là khi nào mình sẽ cô đơn không? Sang năm ạ. Hay là như nào? Sang năm của con, năm nay thì rơi vào cung Mùi rồi, sang năm rơi vào cung gì? Cung Thân. Cung Thân. Sang năm có sao quan phủ cô thần kiếp sát thiên không Đà La. Ở năm mà đang có tình duyên ý, thì bắt đầu trục trặc. Và tiếp năm tiếp theo nữa là chia tay hẳn. Tại vì nó đang xem tình cỡ để chồng cho mình có chữ đúng không. Nhưng mà mấy năm sau thì hơi xấu. Năm nay thì không ổn. Sang năm nữa bị lấy không? Sang năm thì có ánh sao đẹp chiếu ấy, nhưng mà vẫn không có thần quả tú thì thầy bảo đúng. Thì lấy xong thì sang năm năm tiếp theo toi luôn, liêm phá. Đúng rồi. Ừ. 30 tuổi á? Năm 30 tuổi. Năm 27, 28 hay gì? Năm 30 tuổi thì chiếu. Đấy nó. Còn... Từ năm đấy trở ra chứ mà nếu bây giờ thì tức là nếu mà chồng con bỏ sang này mà làm một cái chỗ cung tật ách thì có điều cũng được kiếp thì cung tật ách của con thì cả không làm đấy nhưng mà yên đặt nó chưa phát mà có sao tử vi tất sát tử vi nằm đấy nó sẽ giải được. Sau 30 thì cũng gần gần qua cái đại gần qua cái 33 tập cùng đấy cái sao chia đang gặp đấy. Còn sau tuần hả? Lúc nào nó cũng về hạ mình. Nhưng mà không, nhưng mà sau tuần rồi con nó đóng vào mệnh vô chính hiệu nó lại hay mà. Con sau tuần về. Sau tuần con mà không có sau tuần đóng cung mệnh thì không bây giờ không ngồi ở Đức đâu. Ra ngoài xem về sau tuần có thể cản trở. Đi sẽ về sau tuần. Sau tuần đóng mệnh con lại hay đấy nhá. Kính dương tại mệnh cũng không tốt. Kính dương là tham vọng lớn. Nhưng mà lại gặp lực sĩ vậy. Nên mà lập lực sĩ ở đấy nên là hơi hơi thiệt thòi. Sao thiếu dương nó nói nên tử tế, vui vẻ, hòa nhã. Sao thiếu âm cũng thế. Nhưng về mặt tâm linh thì thiếu dương và thiếu âm nó có ý nghĩa khác. Thế là nam nhân dương quan tính sao tính giờ đúng không? Thầy xem hiện có khả năng khi nào mới học xong năm 30 nhỉ? Con học cả đời. Yên tâm con học tiếp. Hóa khoa tại mệnh học đi học lại học tái học hồi 43 tuổi ra vẫn còn học nhưng đường học còn dài nhưng đừng có bỏ, đường học còn dài đừng có bỏ nhá, tiếp tục học đi. về tiền tài thì không phải lo bởi vì cung ngũ khúc và tham lang miếu địa nằm cung tiền trạch thì nói lên con sau này sẽ rất giàu có, đất cát rất nhiều. Cung quan lộc thì tuyệt vời, thái dương cự môn đóng ở đấy vượng hết và toàn sao tốt, hóa quyền hóa lộc. Cuộc đời con chỉ cần quan tâm đến việc này thôi, thứ nhất là chồng, hai là con, làm sao đấy hai cái sao đấy nó mình không bị tan vỡ thì là hoàn hảo.
đúng không? Phụ nữ hai cung đấy quan trọng nhất. Về cơ bản là số con là tương đối đẹp, trí tuệ, kiếm được tiền tốt, chủ động, tự lập, nhưng mà xấu ở cung nô bộc và huynh đệ phu thê xấu. Nhưng mà thầy nghĩ là những người mà có tín ngưỡng như con thì việc tha thứ cho người khác rất là dễ, rồi làm hòa cũng dễ, nên là chắc chả đến nỗi phải chia tay nhau đâu. Có ấy, mới chia tay. À, mới chia tay. Không, cũng quên lắm rồi. Đi học, xa nhà. Đó. Nếu mà con biết sớm thì chẳng chẳng hiểu sớm. Bây giờ xa rồi, sang lấy yêu một anh bên Đức vậy. Nhiều lắm nha, từ từ. Có nhiều người theo người yêu nhưng mà không biết là bên này nên chọn việc yêu hay là chọn việc học. Tại vì theo là số thủ viên thì mình nên ưu tiên việc học tốt hơn. Còn yêu xong rồi lại đứt cánh. Nên là con cứ yên tâm, cứ sau 30, lúc đấy không muộn. Việc cái anh đi theo thì cần hỏi giá sớm để ông có cơ hội cho anh khác. Hai là không mơ nữa, không mơ nữa, rồi không mơ này, rồi con sẽ nghĩa là tâm sẽ định hơn, bị vong theo tâm bao giờ định được đâu, nghĩa là luôn luôn nghĩ rất mơ màng, dễ chán, đúng thế. Giải vong theo đi, đầu làm tiên một lúc. Đầu tiên phải giải vong theo đi đã nhé. Hóa giải ngay việc đấy. Nhưng mà hóa giải vong theo đấy, nhưng mà nếu theo cái tử vi thì năm 30 mới đẹp, mới lấy được chồng. Thầy nghĩ con cũng thích lấy chồng sớm lắm đâu. Có chứ. Có chứ thầy. Đang học bên kia mà, con. đang học bên Đức mà. Thì kệ, chồng con sớm thì sinh con sớm. Thế là định lấy chồng bên Đức luôn à? Không, chào bạn. Thế bây giờ là lấy chồng Đức không về nữa hả? Không. Lấy tiền vẫn về chứ. Nói chung là không nên lấy ạ. Vậy qua cái vận, tiểu vận mấy năm sống nên chồng. Việc giải cứ giải, và việc lấy chồng muộn muộn chút cho cho nó bớt xấu đi thì sẽ ổn. Hai nữa là sau này nhận con nuôi vào để cho nó hóa giải phục binh đóng cung con đi, để cho nó cân bằng ngũ hành, chính vì thế sẽ khó bỏ nhau hơn. Cung đấy không phải cung tù. Cung tù là tị hợi, cung thân không phải cung tù. Bây giờ bên Đức mấy giờ? Dậy sớm thế à? Đâu thì thầy nhắn tin thì em tỉnh rồi. À, thôi bây giờ lại ngủ tiếp đi nhá. Còn cái rồi con cứ đăng ký đi, xong rồi thầy sẽ hôm sau thầy sẽ mời cái anh đi theo lên nói chuyện, thầy soát cho họ. Bé đỏ của mẹ gì? Ừ, vào chuyển đăng ký ở từ Việt Nam, xong rồi thầy sẽ gọi lên giải cho. À thì à? Thế? 1306 đăng ký thì lâu rồi nhưng mà 1306 à? À thì à, ok.
Thế thì tuần sau thầy giải cho. Tuần sau nhé. Thầy sẽ nhắn tin. Anh nào? Bà mẹ đi công siêu nhưng mà có cần thêm người đi cùng. Muốn mẹ lên Hà Nội hả? Muốn mẹ lên Hà Nội thì sớm nhất thì báo mẹ chủ nhật tuần này. Tuần này. Tuần tới thầy đi Sài Gòn mất rồi. Thầy làm việc tại Sài Gòn là ngày 24 đến ngày 25 đến ngày 31. Chỉ cần một người, hai người. Một hai người thôi. Một hai người thì lên đây nhá. Chủ nhật lên. Chọn chủ nhật đi cho nó đi cho dễ. Không cần. Chỉ cần chủ nhật lên đây là thầy giúp được rồi nhá. Ừ, nếu không thì sau ngày 31 dương lịch thì thầy về Hà Nội rồi đây. Học hành tốt nhá. Chào. Xin chào.